Tức tỉnh siêu phàm, ta giờ ngốt từ mặt thế. Tâu sông 20. Nè, đi đâu thế? Ôi, trong núi cũng không an toàn đâu. Anh mà chạy vào ở trong đó, lớn như xảy ra chuyện thì làm sao? Nhưng mà tôi không chạy nữa đâu, anh thả tôi ra đi, tôi tự đi là được rồi. Là anh tự nói ra nhà, tự đi được, đừng có bị tụt lại nữa. Dạ. Nhưng mà chẳng phải anh nên cảm ơn tôi sao? Hả? Lúc nãy tôi đã cứu anh một mạng đây. Tự đi vào núi dưới trời tiên như thế chắc chắn sẽ tiêu đời. Cảm ơn nhé. Lời cảm ơn đến từ Lý Nhị cậu. Vậy mà cũng được một xu. Cứ đi tiếp đi, đừng có làm lính đào ngũ có nghe không? Tuy là bây giờ chỉ huy Lô Thái Vũ bị hồn mờ, nhưng mà các anh phải gánh vác trách nhiệm khi anh ta tới chiến trường có biết không? À, biết rồi. Sao cái tên lâu dân này lại lo báo động thế nhỉ? Nếu như lúc nãy có người chạy trốn thì kế hoạch của các anh sẽ bị lỡ, dễ bị lộ. Vậy thì uổng công chúng ta đến được tận đây. À đúng, cũng có lý. Mọi một dân trưởng đã phải coi chừng người của mình. Ai đào ngũ sẽ bị bắn chết tại chỗ. Tuy không biết tiền tốt của chúng ta có ý định gì, nhưng mà năng lực mơ hoạt người khác của cậu ta thật là xịn sò. Đúng vậy. À, không có ai giỏi chơi chiến lược như sư phụ của tôi đâu. Úi, vườn tài à. Anh tính là đi, không thể ngất ngay lúc này đâu. Có ai không cứu anh ấy không? Ai cầu xin các anh ấy cứu anh ấy đi. Còn tưởng là bắt được lính đào ngũ thì sẽ hoàn toàn đi nhiệm vụ, xem ra không đơn giản như vậy rồi. À đi tôi. Chắc là đi cả ngày trời nên kiệt sức rồi, để tôi cầu anh ấy. Ôi cảm ơn anh nhé. Lời cảm ơn đến từ Vương Thiết Trụ. Ai à, chuyện nhỏ chuyện nên làm mà. Vâng tại anh phải kiên trì lên đấy. Tiểu Hòa và con anh đang ở nhà đợi anh đấy. Tiểu Hòa. Một mình không thể nào cõng hai người được. Sư phụ, để cho lão Tùng con giúp người nhé. Sư phụ, con về rồi nè. Vợ lúc quan trọng nhất vẫn là Ngộ Không đáng tin cậy nhất. Vụ điều tra đặc biệt vì đã đề phòng gián điệp mà giấu sức từ đó. Đó có trách các đội tác chiến trong quân sự đều sợ họ. Thời gian đã như vậy rồi mà còn con người ta phải đi tiếp. Đúng là vô nhân tính quá. Thế anh còn có cách gì không đây? Nếu như không phải là tối hôm qua lấy được ít màn thầu thì hôm nay chắc chắn sẽ chết đối trên đường luôn rồi. Trong thời tiết thế này mà không ăn đồ thì là khỏi đi nổi luôn. Bộ không đúng hay sao? Bây giờ hai thằng trạm gác kia còn bắt đầu giám sát chúng ta nữa. Là muốn chạy cũng không được. Chạy, quên đi. Thời tiết thế này mà vào núi thì sống được mới là đó. Nhưng mà vẫn có thể chơi chỉnh đúng hai cái thằng lo bao đồng đó. Nè, mau nói đi. Chúng ta làm như thế này, rồi thế này. Chơi nè, ăn liền đi, đừng để phát hiện. Sao vậy? Sao vụ à, bạn lính tuần phòng nhĩ của con đã hồi phục rồi. À vô đề đã, hình như Tờ Thiên Đại Thánh không có thượng phong nhĩ mà. Tờ Thiên Đại Thánh phiên bản này thì có. À ừ. Thì anh nghe thấy cái gì? Họ nói là lát nữa xuất phát, tiếp tục giả vờ ngất xỉu. Vậy thì thằng ngu tinh trần vô địch đó sẽ phát họ đi. Ai nói vậy? Con không muốn nói ra thì sư phụ dĩ giết người đồ đó. Sư phụ à, chỉ là con không hiểu sao trên đời này lại có những người xấu xa như vậy. Ngộ không? Anh nói tôi nghe là ai? Tôi sẽ không giết họ đâu. Nhưng tôi sẽ cho họ biết, ở ác thì gì gặp ác. Ăn no chưa? Đến giờ lên đường rồi. Hả? Các anh muốn làm gì? Lên. Dạ. Xong rồi. Ba người làm cho vườn đi nha. Lát nữa thì xuất phát. Hắn muốn kéo lại chúng ta đến trên đất tuyết đi. Ui liều mang với hắn tôi. Tôi đã có cho phép mấy người đứng lên chưa? Đời là người lớn cả rồi. Đường không biết đi từ đi. Cứ đợi người khác phải kéo đi. Anh đang nói cái gì vậy? Rõ ràng anh đã cưỡng chế cái chúng tôi mà. Đây không phải là kế hoạch của mấy người sao? Ai cũng nói vụ điều tra đặc biệt có nhiều người ác lắm. Lúc trước tôi không có tin, nhưng mà giờ tôi đã tin rồi.
Nơi đến trận xong được gặp lại mấy cái người khác thì phải nói cho những chiến hữu biết là tuyệt đối không được dây vào. Cái vụ điều tra đặc biệt, thủ đoạn của bọn họ cực kỳ tàn nhẫn. Tìm chỗ nào có gió để cắm trại đi, đợi tuyết ngừng rơi thì chúng ta hắn đi tiếp. Đợi tới dựng lầu, các anh đi nhặt củi cô về đây. Dù sao thì cũng phải nhóm lửa sưởi ấm trước, mỗi người uống một chén cho nóng, nếu không thì cũng không chịu nổi đâu. À được đó, giờ cho tôi đi, để tôi dọn các anh em đi làm. Hoàn thành nhiệm vụ sách kỹ năng cơ bản. Hoàn thành được nhiệm vụ nhánh, mở khóa sản phẩm mới trong máy cửa hàng tự động hạt giống. Quà hoàn thành rồi. Thứ này có tác dụng gì? Vì hình dạng thì cũng khác nhau. Thứ được trồng ra cũng khác nhau sao? Trồng rồi thì mới biết. Ai, tốt xấu gì cũng phải có hướng dẫn sử dụng chứ. Anh ơi lại đây, bảo vệ liệu. Khi nào họ về thì nói là tôi nhìn thấy một con heo rừng. Định đi bắt về làm thịt. Nếu như tôi về trễ thì anh tưởng biện gì nha. Mình phải xem thử hạt giống này có gì đặc biệt hay không. Trong xuống đó thử xem, lỡ như hạt giống này lại có thể nảy mầm ngay lập tức luôn thì sao? Nếu như mà hạt giống có thể nảy mầm kết trái trong tích tắc giữa mùa đông lạnh thế này, thế thì cũng quá ngon luôn rồi. Nhưng mà... Ủa, alo, không kết trái hả? Qua. Wow. Tính công kích cũng mạnh quá. Sau này nó như cái đám dẫn đám lục nguyên vào trong rừng sinh sống, chỉ còn trong thứ này xung quanh thì không còn phải sợ thú hoang nữa rồi. Ý dạ, không thể để xem thử hạt này có năng lực gì nào. À vô địch, sư phụ của cậu đi đâu rồi? Sư phụ tôi đi bắt heo rừng rồi, đến bắt về làm bữa tối cho chúng ta đấy. Sao tới giờ vẫn chưa về? À chắc là con heo đó không chịu quá. Hả? Hạt giống màu vàng đất thì có công dụng gì đây? Đã qua 10 phút rồi, sao chỉ mọc được cái tí tèo tèo này? Hả? Thứ gì đây? Quỷ? Cái quỷ gì thế này? Sa thủ khôi tây, súng trường tự động, trong giới thực vật thì mỗi ngày có thể bắn ra 30 củ khoai tây. Thứ này đúng là vô dụng nhưng lại không nỡ bỏ. Thời buổi bây giờ mà súng nhà nào mà chẳng lợi hại như cái này. Cái thứ này ngồi vẻ thì thú vị ra, thì hình như chả có ưu điểm gì cả hả? Nào mày nhả ra cho tao. Ây da, sản xuất lương thực năng sức cao đây nha. Coi như là hữu dụng, tối nay là ăn khoai tây. Có người. Lúc này dãy núi phòng nghỉ thì đã bố trí ra quân chính quy khác. Cô Lý Thị, nhưng mà quân chính quy sẽ không rành rủi chị lên núi đi chưa? Chỉ là chúng ta giả lập thần cờ dành dụ cái địch chú ý tới, mới cố tình đi được cái đường nhỏ này thôi. Vậy là kẻ địch rồi. Là người của Khánh Thị. Mặc dù mình thân với La Mập, nhưng mà giờ thì mình đang mặc đồ của thần cờ danh. Chiến tranh chính là chiến tranh. Những người trong Khánh Thị sẽ không nghe mình giải thích đâu. Không biết là gì Lèo có cản được họ không. Lúc nãy có người ở đây, chú ý, nhìn dấu vết ở rừng tuyết. Hắn là nghe thấy tiếng bước chân của chúng ta nên đã mới bỏ đi. Có qua đã bị lộ rồi sao? Không chắc, tiên tung tích của một tiểu thì chắc là đối phương chỉ đi một mình. Dân lưu lạc sẽ không xuất hiện một mình ở đây đây. Có thể là chiến sĩ nano của thần cờ doanh chiến đấu phải nhanh. Đừng có đánh rắn đồng cỏ, ở gần đây sẽ có trú quân. Khoan đã, hình như đã dậm trúng phải cái thứ gì rồi. Mắc câu rồi. Dây leo màu đỏ này hơi lạ, chưa từng nhìn thấy cái loại thực vật như thế này. Vẫn còn nhiều người chưa bước vào phạm vi công kích, vẫn chưa chủ động tấn công được. Có gì đó không đúng, đừng có tiến lên nữa, lùi lại. Nhâm Trường à, tiếp theo phải làm thế nào? Anh bạn, anh là quân đội của Lý Thị sao?
Điền Châu, Nhậm Tiểu Túc. Nhậm Tiểu Túc là cầu thật ư? Điền Châu, sao anh lại ở đây? Anh qua đây một mình thôi, chúng ta nói chuyện riêng. Anh Nhậm Trường à, đừng qua đó, cẩn thận có bẫy. Yên tâm, là bạn cũ. Ủa, mà sao cậu lại mặc đồng phục của thần cơ doanh? Ngồi xuống rồi nói. Đã lâu không gặp, cậu gia nhập Lý Thị rồi sao? Gia nhập cái khi mốc ấy, tôi chi nạn thì cười dần của hàng rào 109, kết quả là bị ép đi lính luôn. Ờ à, vậy cũng được hả? À, Lý Thị mặc cũng vậy quá rồi. Nhưng mà cậu không có thà bằng tôi, tôi bị điều đến đây là để nộp mạng đấy. Nộp mạng là sao? Bây giờ trong quân đội là có người tên là Khánh Duẩn đã nắm hết quyền. Sĩ quan Khánh Duẩn và ông chủ là bị giam lỏng ở trong hàng rào 111. Tôi thì bị điều đến đây làm cấp dưới của Khánh Duẩn. Hắn cờ chúng tôi đi đến trận đánh thần cờ danh. Ai chẳng biết là thần cờ danh như thế nào. Họ đều là lực lượng tinh nhuệ trong các chiến sĩ nano. Có thể chẳng phải là của chúng tôi đi đến đây đã được nộp mạng hay sao? Vậy các anh đã đi sai hướng rồi. Tôi không phải là thần cờ danh, chỉ là quân đội tư nhân thôi. À, quân đội tư nhân? Ủa là sao? Chúng tôi bị cái đám thần cờ danh mất dạy đó chặn được. Họ đến một chiến tuyến khác đỡ mai phục Khánh Thị các anh. Nếu như mà chúng tôi đi đường nhỏ để đến lạc hướng các anh thì coi như là điều hộ lì sườn đấy, muốn khiến cho các anh không kịp trở tay. Vậy có nghĩa là chúng tôi bị mắc bẫy của thần cơ danh rồi. Nhưng mà giống chúng tôi đuổi theo họ cũng không kịp nữa. À, phải đi ngang qua mấy khu vực quân sự lận. À, qua đó là cái gì? Anh cũng đã nói là đi nộp mạng rồi mà. Phụ tùng mình lại là chức trách của quân nhân. Cho dù đã biết rõ kết cục là thất bại, nhưng chỉ còn có thể cống hiến cho sức mạnh, cho thắng lợi thì cái chúng tôi làm gì cũng xứng đáng cả. Tôi không thể nào hiểu được cái cảm giác này. Nhưng mà Khánh Thị cũng không có đối xử tốt với anh. Không, nếu như mà tiền tiến cho tôi thất thủ thì họ sẽ nói là lính của ông chủ là làm hỏng chuyện. Tôi không thể khiến cho ông chủ là mất mặt được, phải có nghĩa khí. Hay là gì đi, anh trốn ở trong núi trở đã. Đợi trong đội chúng tôi là có đám sĩ quan của thần cầu dân, để tôi tìm cơ hội giúp cho các anh bắt giữ họ. Thì các anh cũng có chút gì đó đã mang về báo cáo. Tôi sẽ cho các anh mấy cái điện thoại vệ tinh. Tới lúc đó thì anh ấy liên hệ với chỉ huy của mình, rồi truyền tin ra ngoài. À, như vậy cũng được sao? Tất nhiên là được rồi. Tôi và Trần vô địch là siêu phàm giả mà chuyên gia thôi. Nhưng mà anh nhớ nói với họ là đừng có sắp xếp chiến trường chính diện ở bên này, tránh ảnh hưởng đến chúng tôi. Còn nữa, đừng có nói cho họ biết chuyện của chúng tôi. Lỡ như mà trong lý thị của các anh có gián điệp thì tôi sẽ bị lộ tẩy mất. Được. À, tôi hiểu rồi. Tôi có thể hiểu được đạo lý bảo vệ gián điệp phe mình mà. À, đi đã. Vậy cái nghĩa là giờ tôi đã trở thành gián điệp của Khánh Thị sao? Thì tốt. Heo rừng đâu rồi? Không bắt được à? Anh ở lại đây bảo vệ lều. Khi nào họ về thì nói là tôi nhìn thấy một con heo rừng. Heo rừng? À, đúng rồi, không bắt được. Chạy nhanh quá nên không dám đi qua xa. Nè, ăn miếng mờ thầu đi. Lúc nãy người của thần cờ dành nói là chuẩn bị cắm trại ở đây, đợi đến khi tiết ngừng rời rồi mới xuất phát. Ừ, phải nghĩ cách dụ 5 cái thằng nhái rành ở thần cờ dành ra ngoài mới được. À, thì tốt à, cậu đi đâu mà sớm vậy? Tôi đi đào cội tị cho các anh đấy. Chúng ta không thể hết nào mà ngồi không như vậy. Chị tốt à, cậu đúng là người tốt, cảm ơn nhé. Lời cảm ơn đến từ Lý Thanh Chính. Cho các anh đấy, tôi mang mấy cái củ khoai tới đây. Tìm cơ hội nướng lên mạng đi. À, thì tốt à, cảm ơn nhé. Cậu đúng là bạn tốt của Khánh Thị chúng tôi. À, khách giáo rồi. Lời cảm ơn đến từ Đường Châu Cộng 1. Ủa, có vẻ họ cũng nên nói cảm ơn không? À, cảm ơn. Lời cảm ơn đến từ Khánh Kiên Quốc Cộng 1. Cảm ơn đến từ Vương Thông Minh. Còn lời cảm ơn đến từ Lô Tiểu Giao Cộng 1. Ừ, không tệ, không tệ. Nguồn cung cấp khôi tây là được ổn định lại rồi. Cơ ta coi như là ngóng ông lỡ về ông nhỉ. Lần nữa tôi sẽ dụ 5 cái tên lính thần cờ dành ra đây. Sau đó thì tôi và Trần Vô Địch sẽ giúp anh xử lý hết. Ừ. Có tờ lực không còn giúp tôi giúp không? Lần nữa phải đốt phó 5 chiến sĩ nano của thần cờ dành đấy. Không phải là chuyện dễ ăn đâu. À, không còn. Các anh cứ đợi ở đây đi. Tôi phát tín hiệu thì mới lộ diện nhé.
hoàn hảo. Ở đâu mà bắt được con thỏ bự quá vậy? Tôi phát hiện ra được một cái hàng thỏ, tiếc là một mình tôi không thể nào bắt hết được. Hay là mấy người các anh em đi theo tôi thử xem. Ây da, thỏ chị mất rồi. Sao cậu lại không giữ chờ một chút? À, mau đi thì đi, nếu không là uống công đấy. Trúng cửa rồi chứ gì. Thù. Ây da, đây là cái gì vậy? À, ai đó cứu chúng tôi với. Ây da. Thì Túc, sao rồi? Cháu biết xong rồi, đây là huy hiệu của họ. À, cảm ơn cậu nhiều. Lời cảm ơn đến từ Rừng Châu. Đây là điện thoại vừa tìm mà tôi đã tìm được. Anh thông báo cho cấp trên của anh đi. Ừ. À đúng rồi. Nếu như mà các anh đánh thắng phần cờ dành, thì nhớ nói với tôi biết nơi đã để xác của thần cờ dành nhé. À, tại sao? À, đã từng là chiến hữu thì nó tôi muốn đi trị liệu họ một chút. Gây go rồi. À sao thế? Bọn chiến quán của thần cờ dành làm khó dễ cậu ư? À không, không phải, họ chết cả rồi. À sao? Sao lại chết vậy? Giờ vậy là tôi định dẫn họ đi tìm thang hổ, hang thỏ. Nhưng mà giữa đường con thỏ đã chạy mất, nên cả năm người bọn họ đuổi theo. Mà họ chạy nhanh quá tôi không bắt kịp. Sau đó thì sao? Cuối cùng tụi mình lại có mấy cái kỳ thực vật ăn thịt biến dị xong ra, siết chích họ rồi. Nếu như mà các anh không tin thì tôi có thể dẫn các anh đi xem. Thật sự đã chết hết rồi. Vậy tiếp theo chúng ta có cần phải đi tiếp nữa không? Không đi nữa. Nguy hiểm quá, tôi không đi đâu. Bây giờ vẫn chưa biết đến khi nào Khánh Thị mới đánh bại được thần cờ dành thật. Nhưng mà cũng không chắc là chiến trường chính sẽ nằm ở đâu. Thật sự là gây ra đồng tĩnh cẩn thận vẫn là lựa chọn tốt nhất. Rút lui, tránh lửa đạn. Sao có thể như vậy? Bị Khánh Thị phát hiện ra rồi sao? Chứ ông ta đã cẩn thận lắm rồi mà, tại sao Khánh Thị lại mai phục ở đây chứ? Rốt cuộc là có sơ hở chỗ nào? Robot nano đúng là lời hại thật, nhưng mà không có nghĩa là họ có thể chống lại được bom đạn. Thần không ban toàn vũ khí trên loài người, nhưng mà loài người lại có thể tự tạo ra lưỡi dao, có thể giết thần. Chắc là Lý Thị đã qua lâu rồi không đánh trận, nên vũ khí lợi hại lại đang nằm ở trong tay cũng không biết sử dụng như thế nào. Đúng là nắm được con bài tốt, nhưng lại không biết đánh cũng như không. Ý của ngài là chiếc xe nano không nên sử dụng như vậy. Nếu là tôi sẽ tách họ ra. Từng đội tác chiến tách nhau ra xâm nhập vào từ sau núi. Chỉ còn nhân viên tình báo mai phục ở Lý Thị phối hợp hoàn hảo thì có thể dễ dàng giết chết được kẻ cầm đầu. Hóa ra là như vậy, vẫn là ngài suy nghĩ chứ tội nhất. Tôi nói cho anh nghe rồi, chuyện này không phải là để anh nịnh bợ, mà là cô anh cử thêm nhiều người tới bảo vệ tôi. À hả? Chiến sĩ nano của tập đoàn Phương Thị thì có lẽ đã sắp tới rồi. Họ thông minh hơn Lý Thị nhiều, lập tức là gia tăng lực phòng ngự bảo vệ. Dạ đã rõ. Bộ chỉ huy Lý Thị, thần cơ dành bị tổn thất nặng nề. Tôi chỉ muốn biết là tại sao Khánh Thị lại biết được trước hành động của thần cơ dành của chúng ta. Đúng vậy, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào? Tuy là mình có ý đồ khác với Lý Thị, nhưng vì không muốn để lộ bản thân, nên nó luôn giấu nghề bảo đảm cho công việc của vụ điều tra đặc biệt được vận hành bình thường. Tìm cơ hội tốt nhất để ra tay. Hơn nữa thì mình vẫn có thể tiếp xúc trực tiếp với người của thần cờ dành mà. Quân đội từ nhận cũng đã đổi trang bị và xe với thần cờ dành thì vẫn chưa đến được vị trí chỉ định. Tôi nghi ngờ có thể là họ đã xảy ra sơ suất nào đó. Chuyện quan trọng thế này tại sao lại không báo cáo sớm hơn? Lập tức đi tìm đội từ nhân này để xác định được hành tung của họ trong vòng 3 ngày. Tướng quân hộ, ông mời lại những người khác thì ra ngoài đi.
Chuyện tiết lộ thần coi danh là chuyện hờ trọng. Gián điệp rất có khả năng là đang trà trộn ở vị trí cao cấp. Tôi chọn 3 ngày để điều tra ra gián điệp này là ai. Đi rồi. Bộ đội tư nhân và thần cơ danh đã đổ hết quần trạc. Sau đó thì xảy ra chuyện như vậy. Có khi nào là cậu ta? Thằng chậm tiểu túc đó có thể có năng lực này sao? Quân đội tư nhân có phát hiện ra gì không? Tí sắp ngừng rồi. Mà sắp hành động đúng lúc này lại làm lộ thân phận gián điệp của cậu không? Tôi cũng sao. Phía quân đội tư nhân của Lý Thị nhìn thấy người của thần cô dành chết đi một cách kỳ lạ như vậy, thì bây giờ chàng dám ra khỏi liệu của mình nữa rồi. Giờ này còn nhớ tụi phải đi tìm thức ăn cho họ đấy. À vậy thì tốt rồi. À đúng rồi, tôi mới biết được ông chủ là và ngài Khánh Chuẩn đã đoạt quyền thành công. Bây giờ họ đang nắm hết mọi quyền ở trong doanh đội. Chẳng phải anh nói họ đã bị giam lỏng ở hàng rào 11 sao? Là như vậy, hai người bọn họ được cử tới tiền tuyến để làm cố vấn quân sự. Sau đó thì họ đã giết luôn Khánh Duẩn, trở thành chỉ huy trưởng tiền tuyến của Khánh Thị. Hả? Vậy cũng được luôn sao? Không ai quản họ sao? Chắc là không có ai quản đâu. Nếu như lúc này mà lại đổi người nữa thì Khánh Thị sẽ thua trận là cái chắc. Lỡ như mà Dương Thị và Lý Thị tranh thủ cơ hội tấn công thì toàn bộ Khánh Thị đều sẽ gặp nguy hiểm. À, đội tác chiến của ngài Khánh Chuẩn đã bị đánh bại. Thần cơ danh rồi. Bà cũng đồng ý hợp tác với cậu. Hãy chúc mừng ta. Chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi. Được. Khánh Chuẩn vẫn rất đáng tin cậy. Ít ra thì mạnh hơn cái tình Khánh Dũng mà Đường Chầu nói. Nhưng mà cậu ta cũng đâu có tình cảm gì với thần cơ danh nhỉ. Vốn dĩ là cậu bị ép nhập ngũ mà. Họ đã bị đánh bại hết rồi. Cậu đi truy điều họ để làm cái gì chưa? Tôi đang giúp Dương Thị thu thập mẫu vật robot nano của Lý Thị ấy mà. Tôi biết ngay mà. Khi tôi rời khỏi hàng rào 109, cảm thấy mối quan hệ đó của cậu và Dương Tiếp Cận không bình thường rồi. Ai không còn có được cái nói bậy. Hàng này chính là nơi giao chiến giữa thần cò dành và Khánh Thị. Có người. Quả nhiên là Khánh Chuẩn rất đáng tin. Thật sự đến lại quân lính của thần cô dành cho mình. Đây là cái thứ gì vậy? Mấy người còn lại của thần cô dành đâu hết rồi? Sao phía sau cái cây có bóng người? Mày lại. Sao mày biết bọn tao là thần cô dành? Là cái gì mà là? Đang hỏi bọn mày đấy, mấy người còn lại của thần cô dành đi đâu hết rồi? Sao mày mặc quần tràng của thần cơ danh bọn tao? Cái này là bọn mày đổi cho bọn tao đi mà. Hình như mày là người của quân đội tư nhân. Còn đã, là mày điều khiển cái đám gì liệu hả? Sao mà mày lại xuất hiện ở đây này? Mày là gián điệp. Chắc chắn mày là gián điệp. Là mày đã đều lộ hành tung của bọn tao. Cho nên Khánh Thị mới có cơ hội đến lấy bọn tao. À ha, mày đang nói cái gì đó? Sao tao chẳng hiểu cái gì cả ha? Được rồi, nó nhảm đủ thôi. Trả lời câu hỏi của ta trở đi. Mấy người còn lại của thần cơ danh đi đâu hết rồi? Họ đang ở phía sau cách đây 20 cây số. Nếu như mày có gan thì tự đi mà xem. Ừ. Là xác của binh sĩ thần cơ danh. Nhìn mức độ bắn ra máu thì không giống bị trúng bom. Là tay bắn tỉa. Khánh Thị đã rút lui rồi. Mà dưới đường họ còn gặp phải mấy phụ nữa sao? Đàn này lại không giống với đàn của Dương Tiểu Cận. Mà chắc là lúc này Dương Tiểu Cận lại đang ở hàng rào 88. Không phải do Dương Tiểu Cận làm thì còn có thể là ai đây? Thu thập được đám robot nano này, chắc là trang bị đã gần như có thể bao trùm cả người rồi. Cứ cảm thấy cái tên bắn tỉa thần bí này chính là Dương Tiểu Còn, nhưng mà cô ấy thì không thể nào xuất hiện ở nơi này. Tôi kệ, thu hoạch coi tay từ xạ thủ coi tay trước thôi. Mấy cái chuyện còn lại thì đều về danh trại rồi hàng tính sau.
Chị Túc về rồi à? Tôi nghe mấy người ở các lầu khác đều nói hết lương thực rồi. Nếu như cậu lúc nấu ăn thì phải cẩn thận một chút, đừng để bị họ chú ý tới. Đã thu thập gọn đủ robot nano rồi, cũng nên nghĩ cách sử dụng chúng. Giá trị sức mạnh và hắc đạo của cung điện hình như không thiếu tính công kích, mà lại thiếu đi một bộ giáp hộ phòng ngự mà đúng. Hai chúng ta đi 4 ngày rồi, ngoài trừ chúng ta e rằng mấy người khác đều đã không có thức ăn. Nếu như cứ tiếp tục hao hụt như vậy thì chắc sẽ chết đuối hết quá. Hả? À đây nè, hai người qua đây một lúc. Các cậu đã có tự học và mấy cái kiến thức về máy móc chưa? Nếu như mà, tôi nói là nếu như thôi nha. Nhờ các cậu thiết kế một bộ giáp đơn giản thì có làm được không? Chuyện này cũng hơi quá sức rồi. Liên quan tới dây truyền lực, vít truyền động xích, rồi truyền động trục vít, rồi truyền động thủy lực. Hả? Nói như vậy thì tôi không hiểu đâu. Tôi chỉ hỏi các cậu là có biết làm hay không. Biết, nhưng mà không làm được cái nào quá phức tạp. Chỉ có thể cố gắng giảm thiểu lực càn gió. Không sao, vậy là đủ rồi. Bạn thiết kế bàn thờ trước, đợi khi nào các cậu có cơ hội được đào tạo chuyên sâu rồi thì mới cải tiến sâu. Có chuyện gì thế? Không biết nữa, hình như là có người tới. Cả quân đội từ nhọn trốn trong rừng sâu tới đây. Chân tôi muốn bổ nhiệm sĩ quan mà cũng phải lặn lội tới đây. Tôi là than vàng tập của vụ cán bộ tập trung qua đây hết đi. Ai là nhà tùy túc? Báo cáo, tôi là nhà tùy túc. Chúc mừng cho cậu nhé. Cấp trên đã biết được tin tưởng. Tin trưởng dành lầu Thái Vũ của thiết vị dành đang hùng mộ bá tỉnh. Có lãnh đạo tiên cử. Bổ nhiệm cậu làm danh trưởng quản lý nhì danh, dẫn dắt đội hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Hả? Thật sao? Không lẽ là giả? Qua đây ký nhận công vàng bổ nhiệm của cậu đi. Cậu đến ăn mừng với chúng tôi thế nào? Ăn mừng cái gì cơ? Hay là tôi biểu diễn xuyên soạt trần cho anh xem nha? Hả? Cậu suy nghĩ kỹ chút đi. Rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy? Đi. Nếu như không phải nghe nói có người tốn mười mấy vạn để tiên cử cậu, ta thì tôi chết thèm tới đây giữa trời tuyết thế này đâu. Thằng nhầm tí tức này cũng quá không biết điều rồi, chẳng biết bày tỏ lòng cảm kích với chúng ta gì cả. Khi nào trở về cho nó vào danh sách đen, đợi chiến tranh kết thúc rồi miễn nhiễm cho nó, cho tôi. Vô đây là họ đang làm bằng cái gì vậy? Sao vụ à? Họ nói sau này chiến tranh hết thì sẽ miễn nhiệm người. Hay dạ không sao, chúng ta không cần phải hoảng loạn. Tuy nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng mà chưa chắc là họ có thể sống cho đến đến khi hết chiến trình. Sư phụ à, tại sao người lại tự tin quá vậy? Anh đây chính là Nam Vương, tự tin luôn tỏa sáng. May mắn được làm danh trưởng của thiết nhị danh này, nói mấy cái lời sáo rỗng cũng chả có ý nghĩa gì. Trong số các anh có vài một người có lẽ là đã biết được bản lĩnh của tôi, sinh tồn ở nơi hoang dã và sở trường của tôi. Các anh đi theo tôi thì tuyệt đối chỉ còn chết đối, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị thực vật gì chết. Có vẻ như các anh không tin tôi. Vậy đi, tôi đi phía trước cho các anh đi theo sau. Chỉ cần tôi không sao thì các anh cũng sẽ không gặp chuyện gì đâu, có đúng không? Nếu như cậu đã nói như vậy rồi thì cậu nhất định phải luôn đi phía trước nhé. Các anh yên tâm đi, nhắm tí túc tôi đây, nói được thì làm được. Đây rồi, mọi người tranh thủ trời chưa tối thì hắn đi thu dọn đồ đạc hết đi. Đừng có bỏ sót thứ quan trọng nha. Ok. Cẩn thận. Đi theo tôi, không sao đâu. Ôi, cứ như được tổ tiên gánh cho vậy. Chuyện này vẫn chưa là gì đâu. Để cho các anh được sống sót trở ra ngoài thì sự hy sinh nhỏ nhỏ của một mình tôi chẳng đáng là bao. Ôi, cảm ơn trường dành, cảm ơn trường dành. Sâu cảm ơn đến từ Lý Nhị Cẩu, sự cảm ơn đến từ Bàn Đàn. Tuyệt vời. Mới đây đã tới rồi sao? Xem ra tin tức của đường Châu trước khi đi thì đã nói mình biết là sự thật. Thì tốt sao rồi? Thành chứ chưa? Sao anh biết chuyện này?
Ngài khánh chuẩn hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với cậu, cho nên đã sắp xếp cho cậu một thân phận chỉ huy của quân đội tư nhân trước. Hóa ra người báo tiền giúp mình thăng chức là khánh chuẩn à? Vậy có nghĩa là phía khánh chuẩn đã có gián điệp vào vị trí cấp cao rồi, không ngờ lại có thể tỷ bổ nhiệm sĩ quan của quân đội tư nhân. Ngài khánh chuẩn đã gọi cho tôi, nói là khánh chuẩn có một đội quân thuộc dòng chính được cử tên này đã bàn bạc chuyện hợp tác. Nếu như cậu thấy hứng thú thì có thể xử lý họ trước. Khánh chuẩn đã bắt đầu loại bỏ phe đối lập rồi. Được, chỉ còn các anh có thể bảo vệ tôi an toàn. Phía trước có phải là phe mình không? Chúng ta đi xem thử một chút đi. Gặp được họ thì chào hỏi một cái, sau đó thì hỏi đường luôn, coi như là thử chúng ta có đi đúng hướng hay chưa. Có phải là hướng núi Phụng Nghi không? Ok. Đến lớn nữa thì các anh nhất định phải đi đến cuối cùng này nha. Canh chừng đừng có để người nào bị tụt lại sau. Nếu như có ai muốn chạy thì xử lý tội đào ngũ, bắn chết tại chỗ. Nếu như xì rầu đã thì mọi người trốn sang một bên, đừng có đỡ bị trúng đạn. Tiêu Túc nói như vậy có nghĩa là ở phía đối diện là biết được phía nào sao? Là người của Khánh Thị. Chúng tôi đại diện cho Khánh Thị đến đàm phán. Anh có cách nào chứng minh anh tới từ đàm phán không? Sao chúng tôi không nhận được thông báo? Tôi lên tiền tiến của chúng tôi, khánh chuẩn đang trong quá trình giao tiếp với cấp trên của các anh. Nếu như gồm tiền thì các anh có thể thử hỏi xem. Vậy thì các anh bỏ súng xuống đi. Chỉ còn các anh không ra tì thi thân cơ dành của chúng tôi sẽ không giết người thì không tật sát đâu. À, sao lại gặp phải người của thân cơ dành ở đây này? Một đội quân chính quy sao có thể bị tước vũ khí chỉ vài bằng ba câu nói thế này? Không có lý nào. Nếu chỉ cả nói đến đây đã đàm phán thì sao lại không có chịu bỏ vũ khí xuống? Có ý gì đây? Lẽ nào một chút thành ý như vậy mà không có? Ừ hả? Khánh Thị có ý gì? Nếu như xảy ra chuyện thì 300-400 người chúng ta đối mặt với hơn 1000 chiến sĩ ở thùng cội danh thì chắc chắn không thể nào thắng nổi. Hơn nữa nếu đã là đến đàm phán thì chỉ khi đàm phán thuận lợi thì chúng ta mới có thể sống sót trở về. Nghe lệnh tôi, bỏ vũ khí xuống. Họ có cuộc sống nữa rồi, giết quân đội Khánh Thị sẽ có công lớn, xong lên cho tôi. À không, tôi còn muốn, tôi không đánh lại Khánh Thị. Ai dám chạy? Ờ, xong lên. Ngày hôm sau, bộ chỉ huy Lý Thị. Cái gì? Một quân đội tư nhân đã giết sạch đội tác chiến đặc chủng của Khánh Thị sao? Anh có đối đùi không vậy? Đã xác nhận lại chưa? Rìu hơn tôi muốn rìu nữa. À, mới hôm qua thôi đấy. Họ cử một binh sĩ tên là Trần Vô Địch về báo tin. Người của chúng tôi đã lập tức đến hiện trường để xác nhận lại rồi. Họ đã tiêu diệt đội tác chiến đặc chủng của Khánh Thị. Chỉ là không biết tại sao quân đội này của Khánh Thị lại đến địa bàn của phía ta. Cũng không biết là họ vào đây bằng cách nào. Không ngờ họ lại bị quân địch xâm nhập một cách dễ dàng tới như vậy. Sao anh không đợi họ đến tới tận cửa bộ chỉ huy luôn rồi mới chịu phát hiện họ đi? Quân đội Khánh Thị cố tình vào trong rừng sâu, cũng không có dẫn theo toàn bộ binh sĩ tác chiến, chính là để gọn nhẹ thu hẹp mục tiêu, quả thực là không dễ bị phát hiện. Họ bị tiêu diệt bằng cách nào? Chúng tôi đã ghi chép lại lời khai của đội tư nhân. Họ nói là đã lợi dụng quân trang của thần cờ dành để hù dọa đối phương, sau đó thì ép buộc họ bỏ vũ khí xuống ngay lập tức xong lời tiền chiến. Mà họ làm được như vậy đều có nhờ trưởng dần tên là Nhậm Tiểu Túc. Sao mà nghe tên có vẻ kỳ lạ nhỉ? À, tôi cũng cảm thấy lạ, nhưng mà Khánh Tì tự mình biết là mình không phải đánh lại thần cờ dành nên... Như vậy cũng là hợp lý đấy ạ. Thế đội tư nhân bị họ tổn thất bao nhiêu người? 400 người. Số lượng người chết thì bằng với quân địch. Số lượng thường vòng không vượt quá dự tính. Đây là một trận thắng lớn. Lúc này thì chúng ta rất cần có trận thắng lớn như vậy.
Lập tức báo cáo chuyện này lại cho đoàn chủ tịch để xin phần thưởng cho đội tư nhân này. Tôi sẽ đổi tên cho đội này là anh hùng dân, còn phải trang bị cho họ những thứ tốt nhất. Còn nữa, trận danh này chính là được trao hàm quân nhận hàm thiếu tá cho quân chính quy Lý Thị. Đây là muốn làm gương cho toàn đội quân. Còn nữa, điều họ đến trận địa khó khăn nhất, tôi đã nhận được tin Khánh Tị đã đuổi chỉ huy quân đội xuất phát nắm quyền biến thành Khánh Chuẩn. Sao cơ? Người kiêu ngạo như Thanh Chuẩn sao có thể chịu được thất bại như chuyện đội tác chiến đặc chuẩn bị tiêu diệt? Cỡ đội quân tự nhận đến trận địa khó nhận nhất để đánh hắn, làm tiêu hào binh lực của hắn. À hiểu rồi, hiểu rồi. À tôi đi sắp xếp ngay. Tướng lĩnh thì không hồ là tướng lĩnh. Anh ấy muốn dùng đội quân tự nhận này để dụ Khánh Chuẩn đến trận địa khó nhận nhất. Chiến trường này giống như là một bàn cờ khổng lồ vậy. Kỳ thủ không thể bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Anh hùng dành thì sao chứ? Chỉ là một quân cờ mà thôi. Nhân từ không thể cầm bình, nghĩa khí không thể quỳnh dành. Lời ông cha ta nói quá không có sai. Thằng Nhậm Tiêu Túc này đúng là không biết điều. Ông đây có khổ đến đó báo cho nó biết được cái tin tức thằng chức mà nó chẳng có chút biểu hiện gì cả. Để tao xem tao chỉnh đúng mày thế nào. Lão thằng à, nhờ anh vất vả đi một chuyến nữa, đi trao quân hàm cho Nhậm Tiêu Túc mới lên chức đó. Hả? Anh Nhậm Tiêu Túc trao quân hàm? Sao? Anh có ý kiến gì à? À không dám, không dám. Bây giờ tôi đi ngay. Tôi phải nhắc nhở anh đây nha. Bây giờ quân hàm của cậu ta đã cao hơn anh rồi. Mà còn là tấm gương anh hùng của cả quân đội. Nên nhờ nói tội với cậu ta thì nên giảng hòa với cậu ta càng sớm thì càng tốt. À hiểu, hiểu rồi. À tôi nào dám đắc tội với cậu ta. Vừa rồi lặn lũi trở về thằng Nhậm Tiêu Túc đó lại còn được trao quân hàm nữa trời. Có phải là xung khắc bất bát tử của mình hay không vậy trời? Vậy vất vả cho anh rồi. Ờ, anh lại tới nữa. Có chuyện gì nữa vậy? À tôi đến trao quân hàm với cậu đây. À thưa ngài, nếu như thái độ trước đó của tôi có lỡ đã tội ngài, nếu như ngài vẫn còn giận thì tôi làm thế nào? À đứa ngài có giận ạ? À? Vậy anh cho trên tôi xem đi. Hả? Hàng rào 108. Cô đến từ phía bắc đúng không? Ừ. Báo cáo tình hình gần đây đi. Không có chuyện gì đặc biệt. Nghe nói thần Cồi Dành gặp sự cố ngồi muốn ở phía Khánh Thị. Trên đường trở về bị Tây bắn tỉa thần bí. Đi đi. Tôi đã biết chuyện này rồi. Còn chuyện hôm qua thì có một bộ đội từ nhỏ đã tiêu diệt toàn bộ đội tác chiến đặc chủng của Khánh Thị ở dãy núi đó. Thang đầu. Chuyện này rất là rung động. Dù sao thì mọi người đều biết rõ chiến lực của bộ đội tự nhận. Ai mà ngờ được bọn họ lại có thể đánh thắng được đội tác chiến đặc chủng của Khánh Thị. Chuyện này là nha. Chỗ nào kỳ lạ thì nhớ tìm chỗ đó. Hả? Sơ nghiên cứu. Mang mẫu vật tiếp theo vào đây. Được. Sau khi kiểm tra nhân viên thì có tỷ lệ đồng bộ là không. Robot nano xuất hiện điểm kỳ lạ. Hả? Robot nano trong cơ thể của anh ta đâu? Nhầm chuẩn, robot nano trong cơ thể của anh ta đã biến mất rồi. Vẫn là Nhầm Tiêu Túc lợi hại nhất, mới đây thôi đã trở thành tiêu tá quân chính quy của Lý Tỳ rồi, tiền đồ vô hạn mà. Cậu không biết đã thôi, trên lệch địa vị của Trần Chính, quân chính quy và đội tư nhận cứ như là một trời một vực vậy. Đừng có nói nhầm nữa, anh cho tôi lái xe một lúc đi. À thế thì không được, phía sau còn có bệnh sĩ mà. Bây giờ đường trường nếu như mà cậu lắm lái xe nhanh, lỡ như mà thắng gấp một cái thì lật xì luôn đấy. Thế thì tôi không đạp thắng là được rồi mà. À thì tôi à, nói đi cũng phải nói lại. Tại sao chúng ta lại bị điều tới trận địa 313 vậy? Cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cảm thấy không ổn lắm chỗ nào? Lúc đó thì Thang Vàng tập đến trao quân hàm cho cậu. Nghe giọng điệu của anh ta, hình như là có nhiều người biết chúng ta phải đến trận địa 313 lắm. Theo như lý mà nói thì hành động tác chiến đều là cơ mật cấp độ cao. Nếu như ai cũng biết được thì chắc chắn là chuyện này không đơn giản. Không lẽ
mạng của chúng ta ra là mồi dụ khánh thị mắc cầu sao? Lý thị đối xử với công thợ như vậy đây, tôi cảm thấy họ đang tự cao. Sao lại nói như vậy? Ngay cả anh còn đoán được thì người khác làm sao mà không đoán được đây? Hả? Lấy gì đây? Lý thị đang đỡ lộ nước đi của mình. Họ đang đánh trống khu chiền, nói cho khánh thị biết là bồ rồi từ nhòn bị xá nhục, đang ở trận địa 313. Còn khánh thị thì không đến, đã coi như là làm giảm kỳ sĩ khí của khánh thị. Nói như mà đến thì hắn là họ sẽ cho rằng đối với Lý thị ở đây không tính là một trận ác liệt. Tóm lại là đối với Lý thị mà nói thì anh hùng danh này của chúng ta chẳng qua chỉ là một quân cờ nhỏ nhỏ mà thôi, như là một hàng cát giữa sa mạc. À thì tốt quá, cậu không lo lắng ư? Anh yên tâm đi, có tôi ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Lỡ như họ tập trung binh lực để trả thù chúng ta thì sao? Thế anh cho tôi cầm lái một lối đi, tôi sẽ trả lời anh. À không hỏi nữa, tôi không hỏi nữa. Ai, tục ghê.